là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất thiết bị vận động công cộng. Nổi trội là dòng sản phẩm máy tập công viên được lắp đặt tại hầu khắp 63 tỉnh thành phố. Chúng tôi luôn đón nhận và lắng nghe những phản hồi từ người sử dụng. Với phương châm chất lượng khẳng định thương hiệu, chúng tôi thay đổi để đáp ứng yêu cầu thị trường. Chúng tôi đem đến giải pháp kịp thời cho người luyện tập. Với đội ngũ chuyên viên kỹ thuật lành nghề, chúng tôi có mặt mọi lúc mọi nơi để việc vận hành, bảo trì được nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Khó khăn có thể làm bạn chùn bước, mặt khác đó lại là động lực giúp bạn hồi sinh. Với niềm tin mãnh liệt rằng sau những cơn sóng dữ đêm qua luôn là bình minh êm ả mỗi sớm mai. Theo đuổi sứ mệnh cải thiện tầm vóc thể lực cộng đồng Việt Nam, chúng tôi mong muốn sản phẩm Hoàng Thiện Hương không cho phép mình dừng lại mà luôn nghiên cứu tìm giải pháp để xử lý tận gốc rễ của vấn đề, sáng tạo đột phá trong thiết kế. Với đội ngũ kỹ sư trẻ nhiệt huyết, VinFast luôn đi đầu và cho ra đời nhiều sản phẩm mới như Dream ngoài trời. Vật liệu phù hợp, cải tiến thiết kế và kiểm soát chất lượng để đạt mục tiêu đúng ngay từ đầu. Mạnh dạn đầu tư công nghệ, thay đổi quy trình sản xuất để vận hành nhà máy đảm bảo năng suất chất lượng. Sản phẩm với quy trình xử lý bề mặt theo công nghệ tiên tiến trên thế giới, cùng giải pháp mạ kẽm nhúng nóng và sơn tĩnh điện, nâng cao khả năng chống rỉ và tăng tuổi thọ sản phẩm. Mỗi công nhân là nhân viên kiểm soát chất lượng, tìm hiểu và loại bỏ các nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn sản phẩm. Hơn ai hết, chúng tôi hiểu sự đồng lòng vì mục tiêu duy nhất, chất lượng là thương hiệu Việt Pháp, vừa là nền tảng, vừa là động lực cho sự phát triển bền vững. Sau 2 thập kỷ xây dựng và trưởng thành, VinFast giờ đây là thương hiệu sản xuất dụng cụ thể thao dẫn đầu Việt Nam, với các trụ sở chính và kho hàng đặt tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh. Các địa điểm không chỉ thu hút du khách với những thắng cảnh du lịch mà còn tạo ấn tượng tốt về cơ sở hạ tầng, lối sống hiện đại và năng động. Trong đó có thể kể đến công trình vui chơi giải trí được lắp đặt thiết bị vận động công cộng VinFast. Sản phẩm VinFast trở nên thân quen trong đời sống người dân Việt Nam. Chúng tôi có mặt khắp cả nước trong các hoạt động thể dục thể thao, từ gia đình đến trường học, resort, thao trường, công viên, công trình thể thao. Cũng như bạn, chúng tôi tin rằng chỉ khi được học tập, vui chơi trong môi trường an toàn, chất lượng, trẻ mới phát triển cả về thể chất lẫn tư duy. Thân thiện với môi trường, an toàn cho người sử dụng, phù hợp với đặc thù vận động theo từng lứa tuổi của trẻ em. Đây là cách chúng tôi chăm sóc những mầm non tương lai của đất nước. Bên cạnh việc sản xuất các sản phẩm thiết bị vận động công cộng, dụng cụ thể thao truyền thống, lưới thể thao, thiết bị giáo dục thể chất, đáp ứng chương trình giáo dục các cấp tiểu học đến trung học phổ thông. Từ những ngày đầu tham gia thị trường Việt Nam đến nay, VinFast luôn trung thành với mục tiêu cung cấp cho nền thể thao nước nhà trang thiết bị cao cấp, đúng chuẩn thi đấu quốc tế. VinFast đã đem về Việt Nam nhiều sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như bảng điểm điện tử Stramaten Pháp, trang thiết bị môn Bia Serviot Pháp, cỏ nhân tạo Fieldtop Hoa Kỳ, cỏ nhân tạo Limonta Italy, thảm sàn thể thao Anlio. Nhà máy sản xuất chính đặt tại cụm công nghiệp Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa, hai chi nhánh tại miền Bắc và miền Nam,
hệ thống nhà xưởng và trang thiết bị tiên tiến hiện đại với hơn 250 cán bộ công nhân viên. VivaSport tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội. Trước thách thức, chúng tôi chọn cùng nhau vượt qua. Trước cơ hội, chúng tôi cùng nhau phấn đấu thực hiện. Vì mục tiêu sức khỏe cho cộng đồng, phát triển và nâng cao thể chất người Việt. VivaSport, nơi thể lực hồi sinh.